Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin đại diện cho nhóm IB45 khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Xin phép được trình bày cho thầy và các bạn chuyên đề Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã và Toxic Friendship. Vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã có nghĩa là gì? Ở Trung Quốc, trong tác phẩm tả truyện, có kể rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có vị tướng Ngô Khởi có một con ngựa bị tục cương, chạy loạn, gặp đàn trâu thì bị trâu hút tơi bời, nhưng khi gặp đàn ngựa lại được chở cha, thoát chết. Điển tích này ở Việt Nam được thể hiện qua câu thành ngữ Hán Việt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trung Quốc có một câu cổ ngữ đó là Wu yi lễ chư, rảnh yi chư phần, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Nếu một nhóm người có cùng quan điểm chí hướng sẽ tạo thành một nhóm làm việc hiệu quả. Câu thành ngữ này mang tính chất lưỡng phân, vừa tiêu cực vừa tích cực. Ở Việt Nam, câu thành ngữ Hán Việt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lại mang một ý nghĩa hướng về tiêu cực nhiều hơn, tức là những kẻ xấu sẽ thường tụ tập cùng với nhau, số vị tương đầu, người hôi hám sẽ chơi với người thói tay chang như vậy. Ngoài ra, Việt Nam còn có những câu thành ngữ tục ngữ khác mang nghĩa hàm ý tương tự, ví dụ như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con người thường bị hút về phía những người có cùng sở thích, quan điểm, cũng giống như những con chim cùng loài tụ tập theo bản năng, cho nên nước Anh có câu ngạn ngữ Birds of a feather flock together, có nghĩa là chim cùng bầy. Vậy toxic friendship là gì và có liên hệ gì với câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Hại hay những người bạn xấu không phù hợp để kết bạn hay duy trì mối quan hệ lâu dài. Những người bạn này thường tiêm nhiễm những điều tiêu cực vào tâm trí của bạn. Những người bạn đó thường có xu hướng bạo lực bằng những lời nói gây ảnh hưởng đến tinh thần, mà nó còn là thứ vũ khí giết người đâm thẳng vào trái tim người nghe. Chưa dừng lại ở đó, họ thường xuyên nói xấu hạ bệ bạn, nhưng với danh nghĩa góp ý của những người bạn rất thân với nhau. Họ rất giỏi trong việc thao túng kiểm soát suy nghĩ và hành động của bạn, khiến bạn không còn là chính mình. Vậy toxic friendship có liên quan gì đến với ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Bạn bốc mùi thì ruồi nhặng bâu. Vì vậy, khi bạn có những người bạn toxic, điều này có thể phản ánh một phần tính cách và giá trị của bạn. Có thể bạn đang thiếu sự tự tin và tôn trọng chính bản thân mình. Vậy chúng ta phải làm gì khi mà xung quanh mình có những người bạn toxic? Thì những người bạn này đã ảnh hưởng tiêu cực đến với cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn hãy tránh xa những người bạn độc hại này ra. Hãy tìm kiếm và trân trọng những người bạn lành mạnh, xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn. Hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng ngại loại bỏ những người bạn đó ra để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tránh xa những người bạn độc hại. Xin hãy yêu thương nhau thật lòng, vì tình bạn là vô giá. Chuyên đề của chúng em đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã cùng nhau lắng nghe.